cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Mời chị ngồi. Dạ. Chị vui lòng cài dây an toàn vào. Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị. Thoải mái quá. Dương Hoàng đúng không? Anh đi Đà Nẵng quay phim hả? Quay phim gì vậy? Mời mấy anh. Dạ mời anh. À, đây là phòng khách. Chúng tôi không cần phải nói thêm về cái vấn đề mà độc đáo của cái thiết kế phòng khách này. Đúng không? Tại vì tôi có thể ngồi đây mà tôi... À xin lỗi, mời ngồi, mời ngồi. À, ngồi đi anh, ngồi đi. Đó. Chị dùng nước suối không đá. Dạ. Ở trên máy bay này sướng thiệt ha. Cái gì cũng miễn phí hết. Chắc là tiền nước tính vô tiền máy bay luôn rồi đúng không anh? Dạ xin mời. Cảm ơn chị. Chị cho em nước suối không đá. Dạ anh dùng nước suối không đá. Ê, cô phục vụ gì xinh đẹp lại vừa lịch sự nữa. Hèn chi tôi thấy nhiều hoa hậu với á hậu xuất thân từ tiếp viên hàng không á. Xin mời anh. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch á. Nói chính xác hơn, lần đầu tiên tôi đi máy bay á. Cảm giác vui sướng hơn tôi tưởng nhiều. Thật là thoải mái. Ý, à, anh có bị ù lỗ tai không? Bị ù lỗ tai á. Nếu anh bị ù lỗ tai thì anh nuốt nước miếng vô. Xong rồi nuốt nước miếng vô thì nó sẽ hết bị ù lỗ tai. Kiều Nhi bạn của tôi chỉ vậy á. Nếu như anh không có nước miếng thì anh uống nước. Cô làm gì vậy? Cô... Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại sao bắt máy chứ? Bác Thông Kiều Nhi, hai người bắt máy giùm đi. Trời ơi, làm sao mình tìm đường về tới khách sạn được chứ? Bắt máy giùm đi mà. Biết làm sao bây giờ? Chị đặt trước chưa ạ? Ừ, tôi đặt trước rồi. Tên của tôi là Minh Minh. À, chị vui lòng chờ một chút để em kiểm tra. Good afternoon. How can I help you? Sorry. Hello. Hey, how are you? I'm good. I'm in Vietnam. Just a week. Everything is wonderful. I got a good deal with my partner. I promise you. Okay. I'll do it now. I will send you my pictures. Okay? Nhìn gì mà nhìn? Thấy tôi đẹp lắm phải không? Anh cũng đẹp trai lắm đó. Mà anh là người gì vậy? Anh là người Nhật hay là người Hàn Quốc? Chắc là người Nhật. Anh nói tiếng Anh cũng giỏi lắm đó. Được đi du lịch nước ngoài sướng thiệt ha. Cười gì mà cười? Có hiểu tôi nói gì không mà cười? Dạ xin lỗi chị, chúng tôi không tìm thấy tên chị trong hệ thống booking của khách sạn chúng tôi. Chị có chắc là mình đã đặt phòng ở hệ thống khách sạn Sheraton không? Có một sự nhầm lẫn gì không ạ? Không, làm sao mà nhầm lẫn được? Chắc chắn là khách sạn Sheraton mà. Chị có nhớ là mình đã đặt phòng hồi nào không ạ? Không phải cho tôi đặt, mà do một công ty du lịch đặt cho tôi. Rất tiếc là không có phòng nào đặt tên với cái tên là Minh Minh cả. Chị có thể tìm giúp lại cho tôi một lần nữa được không vậy? Làm sao mà như vậy được? Em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Chị vui lòng kiểm tra lại công ty du lịch của chị đi ạ. Làm sao như vậy được chứ? Làm sao bây giờ? Rõ ràng là Sheraton mà. Rõ ràng... Minh Minh là tên thật của cô. Anh nói tiếng Việt được hả? Tôi là người Việt, giống như cô vậy đó. Tên cô thật là Minh Minh hả? Thật hay giả có liên quan gì tới anh? Tôi muốn giúp cô mà cô lại nỡ nghi ngờ tôi sao? Tôi hỏi vậy bởi vì tôi là công ty du lịch. Họ đặt phòng cho cô với một cái tên khác. Làm sao mà tên khác được? Tên thật của tôi là Nguyễn Minh Minh mà. Em có thể kiểm tra lại tên Nguyễn Minh Minh được không? Dạ, em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Nhưng nếu bây giờ chị muốn đặt phòng thì em cũng có phòng cho chị. Chị có cần ngay không ạ? Còn chứ. Đương nhiên là cần rồi. Bây giờ tôi biết đi đâu chứ. Vậy chị đã ở trong bao lâu ạ? Tối thứ sáu. Vui lòng cho em mượn chứng minh hoặc là hộ chiếu của chị. Có muốn tôi giúp gì nữa không? Không cần, cảm ơn. Tôi muốn gặp Vương Hoàng ở phòng 1888. Anh có hẹn trước không ạ? Có. Dạ, vậy mời anh quẹo tay phải và đi cầu thang máy. Cảm ơn. Dạ. Chẳng... Thì là xấu hổ quá. Mình thì là ngu ngốc và lố bịch. Dạ, chị vui lòng ký tên vào đây ạ. Tại sao hai người lại dám lường gạt tôi chứ? Tôi sẽ giết chết hai người. Tại sao không bắt máy điện thoại chứ? Tôi điên lắm rồi nè.
Chào em. Em ngồi đi. Chào anh. Em cứ tự nhiên ngồi đi. Anh có thể ngồi đây nói chuyện với em chút xíu được không? Xin lỗi anh chị lúc nãy nha. Tại tôi cứ tưởng anh là người nước ngoài không à. Nên tôi... bố ăn chịu của em đó hả? Anh ăn chưa? Chưa. Anh ăn không? Ăn. Hết. Hả là sao? Em hỏi anh ăn chưa, anh nói chưa ăn. Em mời anh ăn, anh đồng ý. Rồi em lại hả là sao? Anh không hiểu, sao kỳ vậy? Tôi chỉ hơi bất ngờ chút. Cảm ơn em. Anh ăn đi. Anh đã biết tên tôi là Minh Minh rồi. Vậy anh tên gì vậy? Anh tên là Đình Phong. Anh cũng là khách hàng này luôn hả? Khách hàng sao tên nè? Thật ra thì anh chỉ đến đây để thăm cậu em họ thôi. Nghe đâu cậu ta là một diễn viên khá nổi tiếng. À, em biết Vương Hoàng không? Biết chứ. Anh ta là diễn viên nổi tiếng mà. Anh ta đóng rất là nhiều phim đó. Nhưng mà tôi thích anh ta đóng phim Bỗng Dưng Muốn Khóc nhất. Trong phim đó anh ta rất là dễ thương và ngốc nghếch, chẳng giống ngoài đời tí nào. Vậy sao? Nói chuyện với em thật là thích. Anh muốn nói chuyện nhiều nữa đó, nhưng mà phải đi rồi. Vậy hả? Chắc là anh bận rộn lắm. Vậy hẹn gặp anh lần sau nha. Nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại. Chào em. Cảm ơn bánh mì của em nha. Không có gì đâu.